Hyundai Universe là thương hiệu xe khách 47 chỗ cao cấp đã khẳng định được vị thế tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Với chất lượng vượt trội, vận hành linh hoạt, bền bỉ, trang bị tiện nghi cao cấp, Hyundai Universe đã khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trong phân khúc xe khách cao cấp cỡ lớn. Ngày 2 tháng 1 năm 2019, Hyundai thành công xe thương mại HTCV chính thức ra mắt Universe tiêu chuẩn Euro 4. Thiết kế ngoại thất hiện đại và khỏe khoắn mang tính thẩm mỹ cao và hiệu quả khí động học. Phần đầu và đuôi xe vẫn giữ được những đường nét đặc trưng của Universe. Xe được trang bị động cơ diesel D6CK với công nghệ turbo tăng áp, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Xe trang bị nhiều tiện nghi cao cấp mang lại sự thoải mái cho hành khách với một hành trình dài. Universe được phân phối với hai phiên bản, tiêu chuẩn và cao cấp. Sự nâng cấp dễ dàng nhận thấy nhất của Hyundai Universe là ngoại hình hoàn toàn mới, lột xác hoàn toàn so với phiên bản trước đó. Hyundai Universe có kích thước tổng thể chuẩn mực cho một chiếc xe 47 chỗ rộng rãi và êm ái. Cụ thể, xe có chiều dài tổng thể 12.060mm, chiều rộng 2.495mm không tính gương và chiều cao 3.570mm. Xe có chiều dài cơ sở đạt 6.120mm, mang lại không gian chứa đồ và khoang hành khách tối ưu. Phần đầu xe được thiết kế ấn tượng với kính chắn gió cỡ lớn, mang lại ấn tượng về sự thoáng đãng và không gian rộng mở. Phiên bản tiêu chuẩn có kính chắn gió sẽ được chia làm hai mảnh và đối với phiên bản cao cấp, kính chắn gió sẽ là một tấm liền khối mang lại sự sang trọng và cao cấp hơn. Phần dưới là cụm đèn pha được bố trí tinh tế, kết hợp với đèn gầm mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu và tính thẩm mỹ cao. Gương chiếu hậu chỉnh điện có tầm nhìn rộng mang lại sự tiện ích và an toàn cho người lái. Phần đuôi xe được thiết kế ấn tượng với những đường gân nổi bật kết hợp với cụm đèn hậu bố trí theo chiều dọc giúp tăng khả năng nhận diện buổi tối. Đèn phanh trên cao kết hợp với đuôi gió phía trên mang lại vẻ thẩm mỹ và tính năng an toàn cao. Hai bên thân xe được lắp kính liền cho vẻ sang trọng khi nhìn ngang xe. Một nâng cấp quan trọng khác chính là việc các kỹ sư Hyundai đã thiết kế dàn nóng điều hòa đưa lên trên nóc xe và được hàn gắn khung vào thân xe, giảm thiểu tiếng ồn và rung động cho khoang hành khách. Khoang lái của Hyundai Universe được thiết kế theo phong cách pha trộn nét hiện đại và sự tiện ích cần thiết cho những hành trình lái xe đường dài. Những phím chức năng được bố trí hợp lý, thuận tiện cho các thao tác của người lái. Từ vị trí ghế lái có thể quan sát một góc rất rộng về phía trước nhờ vị trí ngồi cao ráo, kính lái rộng và với những gương chiếu hậu được bố trí khoa học, người lái có thể quan sát gương và các phương tiện xung quanh xe một cách dễ dàng. Hyundai Universe được trang bị điều hòa công suất lớn. Cụm nút điều khiển điều hòa nằm ngay bên trái ghế lái, được tạo hình to bản, giúp người lái thao tác dễ dàng và thuận tiện. Bên cạnh đó, cụm đồng hồ trung tâm cỡ lớn hiển thị rõ ràng và trực quan các thông số hoạt động của xe. Hệ thống thông tin giải trí CD, radio, AUX được bố trí rất thuận tiện cho người lái. Khách hàng có thể lựa chọn thêm các trang bị như tủ lạnh, TV, đầu DVD, âm ly và micro. Những hành khách trên xe có thể tận hưởng không gian rộng rãi và tiện nghi với kích thước tổng thể lớn. Hyundai Universe có khoang nội thất tối ưu giúp hành khách hoàn toàn có thể đi lại, cất giữ đồ đạc một cách dễ dàng mà không phải xoay trở vất vả. Mọi ghế hành khách đều được bọc da cao cấp, có thể dễ dàng gập, ngả, mang lại sự thoải mái tối ưu. Để đảm bảo an toàn, mọi vị trí ngồi xe đều có dây an toàn. Tại mỗi vị trí ngồi đều được trang bị cửa gió điều hòa và đèn đọc sách, mang lại thuận tiện và tiện nghi cho hành khách. Hyundai Universe được trang bị hai giá để hành lý trên cao, chạy dọc thân xe có thể để vừa những vali chứa đồ cỡ trung. Xe được trang trí thêm bằng những dải đèn LED nhiều màu sắc dưới giá để hành lý. Phiên bản cao cấp còn có thêm dải đèn LED panorama chạy dọc trên trần, càng nâng cao vẻ sang trọng cho chiếc xe. Hyundai Universe sử dụng động cơ D6CK, dung tích xi lanh 12.344cc cho công suất cực đại là 380 mã lực với phiên bản tiêu chuẩn và có công suất lên tới 410 mã lực với phiên bản cao cấp. Động cơ của Hyundai Universe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 hiện hành tại Việt Nam và đi kèm hộp số 5 cấp với bản tiêu chuẩn và hộp số 6 cấp với bản cao cấp. Xe được trang bị hệ thống phanh với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh đồng đều mọi bánh xe. Hệ thống phanh của Hyundai Universe 2019 được tăng chiều rộng má phanh, giúp tăng độ bám.
tăng khả năng tản nhiệt và kéo dài tuổi thọ má phanh. Chưa hết, xe còn được trang bị hệ thống phanh động cơ JetBrake với cơ cấu điều khiển SUPAP xả, giúp hỗ trợ giảm tốc cho xe hiệu quả trên cả đường dốc và đường bằng và giảm tải cho hệ thống phanh chính. Không chỉ động cơ mà những thành phần chủ chốt cấu thành nên Hyundai Universe cũng được cải tiến. Xe sử dụng khung gầm và khung vỏ theo dạng liền khối monocoque, mang lại sự chính xác cao khi lắp ráp, tăng cường sự vững chắc, ổn định của thân xe, đồng thời giúp giảm trọng lượng, giúp tiết kiệm nhiên liệu. Đây là loại khung xe có ưu điểm vượt trội so với mô hình khung gầm và khung thân tách rời kiểu cũ. Toàn bộ khung xe được nhúng sơn ED, giúp sơn bao phủ hoàn toàn, loại bỏ hiện tượng rỉ sét, ăn mòn kim loại. Độ bền gấp nhiều lần so với sơn phun thông thường. Hệ thống treo có thiết kế mới được áp dụng lần đầu tiên trên xe Hyundai tại Việt Nam. Đây là hệ thống treo thế hệ mới nhất do tập đoàn Hyundai Motor phát triển, đem lại khả năng vận hành êm ái, đảm bảo sự ổn định theo cả chiều ngang và chiều dọc xe, giúp chiếc xe vận hành êm ái, ổn định trên những cung đường xấu, đồng thời gia tăng độ bền cho các linh kiện. Hyundai Universe được phân phối với hai phiên bản có giá niêm yết như sau. Phiên bản Universe Advanced 3 tỷ 500 triệu đồng, phiên bản Universe Premium 3 tỷ 690 triệu đồng đã bao gồm VAT. Xe được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai Thành Công Xe Thương Mại với chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Có thể thấy rằng dù thị trường đã có tính cạnh tranh khốc liệt hơn với hàng loạt đối thủ mạnh, nhưng Hyundai Universe vẫn duy trì vị thế tiên phong của mình với hàng loạt cải tiến đáng giá.